ghê Vô ghê ghê ghê. hôm nay quất cái khẩu trang nữa. Mới ra đường mới vô. Làm gì mặc quạo dữ vậy, sáng sớm làm gì mặc quạo À, lại đi làm tiếp tục chuẩn bị đi làm nè mày ơi. Đù má. Đó, nói chung thì ở nhà hiện đang thiếu người nên giờ mình phải à. phải đi. Sắp sửa tới giờ đi rồi. Sáng mới đọc tin nè. Có cần Mới đọc tin có nói là đi. mới đọc tin là ở thành phố mới chỉ còn có 333 người, thấy mình cũng mừng mừng. Sao? 377. À 377 gì đó cũng mừng thì thôi. Bớt cho người ta nhờ. Có gì đâu rồi nói. Bữa nay thì cũng nhân cái đám ma của âm tang của gì đó còn Phi Nhung, ca sĩ Phi Nhung cũng ồn ào cũng một mấy lần đây, thì mình cũng xin chia buồn cùng gia đình của ca sĩ Phi Nhung. Nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng mà ở đây nó buồn cười ở cái chỗ là ta lên ta nói cái này không phải là mình hà rứa gì hoặc là mình xen vào những cái chuyện nghệ sĩ hay nghệ sĩ, nhưng mà nó cũng có nhiều chuyện rất là buồn cười khuất tất là ở cái chỗ là Phi Nhung mới chết, nhưng mà hai ba người có đổ thừa một cách buồn cười á, nghĩa là tại vì mà trù mà rủa nó thế này nó mới chết. Rủa quá, nó chết vì mình dịch Covid mà đủ biết bao nhiêu người chết trên thế giới này, đủ má, Mỹ nó chết cả đống, đủ má mày, đủ một ca sĩ bên Bởi Mỹ đó, bởi vậy đâu nói đúng miệng đời, đời đúng không không? nó buồn cười, ta thấy nó buồn cười ra ta lên ta nói thôi. Trước mắt là xin chia buồn cùng gia đình của Phi Nhung, nói chung thì nghĩa tử là nghĩa tận đúng không con, nhưng cũng có một cái số thành phần đủ tại tụi rủa quá cho nên nó chết, tụi ác độc ác mồm mày đủ má mày cái đổ thừa xuống xuống cái chuyện đủ tự nhiên tao ngồi tao cười sặc luôn, tại sao con người Việt Nam mà nó có những cái chuyện rất cư ư là hình như là mình không thể hiểu nổi luôn, có nghĩa là cái gì nó cũng được. Ngoe. Cái gì đó cũng được, phải chết thì kệ bà đi. Đâu Phi Nhung là chết thì vì Covid thì tất cả nhiều người mình nhớ kỹ con ca sĩ bài ca sĩ Lệ Thu của bên Mỹ này cũng Lệ mới vừa Thu, chết là cũng chết vì Covid rồi, nhiều người nó nhiều nhiều lắm nhưng mà nó khổ rồi cái không ai nói, chỉ có Phi Nhung là tự nhiên cái fan cuồng ở vô tại tụi bay rủ quá cho nên chết đủ mà tụi nghệ sĩ làm mà cải lương Bạch Mai nó nhiều lắm, nó khổ vậy, có nghĩa là nhiều. ý anh muốn nói là ý ta muốn nói là vấn đề dân trí của người Việt Nam vẫn còn thấp quá, người ta chết vì bệnh dịch là người ta chết vì bệnh dịch chủ mà, chứ không có câu chuyện mà cô hồn các đảng hay là tại vì quyền rủa mà chết rồi bao giờ, chứ có người thế kỷ 21 rồi mà đâu mắt vẫn còn những cái đầu óc cứ buồn cười. Thành ra vì đó tao muốn nói thiệt với mày, bởi vì cái chuyện này nó xảy ra có thể là mình giải thích cho họ, nhiều khi họ mình nói một cách nôm na là người dân mình dân trí vẫn còn quá thấp, bởi vì họ không phân định được cái nào là họ không hiểu được cái thế nào là thuộc về cái dạng giống kiểu như là bây giờ họ vẫn nói như vậy để chứng tỏ là họ vẫn còn mê tín dị đoan đó đúng không, có nghĩa là cái sự mê tín dị đoan nó không bao giờ có trên cái cõi đời này cả, nhưng mà ngược lại họ cứ cho rằng là mê tín dị đoan ra, thấy tôi buồn cười. Thôi ta cũng chẳng buồn muốn bàn về cái chuyện đó Luôn, nữa khỏi bởi cần bàn tới nó khỏi mệt. cần bàn tới Đúng kia, chứ mà chỉ có cái điều là sẵn hôm nay báo chí đưa lên các cả YouTube lên là phía Trung Bắc thì mình cũng xin gửi lời chia buồn cùng gia đình thôi, chứ còn cái chuyện anti-fan anti-fact thì ta không cần không không cần để tâm, là bởi mình phải hiểu mình người lớn rồi, mình phải hiểu trình độ khoa học mình có kiến thức mình cũng đầy đủ cũng có, mình không thể nào mình nói những cái chuyện rất là buồn cười giống trong nít cái cười chứ rồi nó vì đó thôi ta cũng miễn bạc. có cái Thì tin này bố, có tin này bố, có tin này bố. À, tên hôm gì qua bố con mình làm cái đề tài về vấn đề điện ảnh đúng không, nhớ rồi. Ừ. không? Thì hôm nay á báo Thanh Niên á mới đưa cái bài nè, phim vị đoạt giải thưởng lớn của liên quan phim Đài Bắc 2021, mà coi bố nghe cái giải nè mắc cười lắm nè. Phim vị của đạo diễn Lê Bảo vừa thắng giải thưởng lớn ở hạng mục cuộc thi tài năng mới quốc tế của liên quan phim Đài Bắc 2021. Bố thấy rõ Mà ràng không? Hôm qua mình ở đâu làm chủ ta đề bố thấy chưa? Không, có nói là hôm qua mình làm cái chủ đề nó y chang luôn thì ta nói rồi, à. Rất là tức ta nói cười. rồi thì ta nói rồi ở đây họ người Việt người những người đạo diễn trẻ ta nói rồi, nếu có tâm với đất nước thì rất là ít, còn cái chuyện tào lao thì rất là nhiều.
và người ta 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 đừng nói rồi, họ từng dỗ ngược sinh tên à. Người ta cũng gì à, thậm chí cái thằng đạo diễn Quang Dũng mà là đạo diễn quỷ, cái trò như vậy là tao là giỏi nhất rồi đó, rồi chứ họ không còn ai giỏi nhất cả, cho nên vì nó làm những cuốn phim rất là À. tào lao. Và có một cái số thành nó có những cái mà buồn cười ở cái chỗ là ta nói rồi, cái văn hóa phương Đông và phương Tây hai cái đều hoàn toàn là khác biệt. Có thể anh chấp nhận cái điều mày mày nhớ bộ phim mà nổi tiếng của Mỹ mà nó nói về năm năm bộ đàn bà mà coi như là sexy, tôi gọi là cái gì tôi quên mẹ rồi, cái gì đó, nói chung là họ trân tráo, bởi vì cái văn hóa phương Tây nó là vậy mà, nhưng mà đem về Việt Nam thì đâu có ai chấp nhận được, là bởi vì đã gọi là đàn bà theo cái phong tục tập quán của người Á Đông thì đâu có cho phép làm cái điều đó, để cái gì cũng vậy. Thì ngược lại bên kia cũng vậy, nhưng mà họ bên này họ cố tình cứ là làm cái văn hóa Việt Nam hoặc là giá phương Đông nó gần giống như phương Tây vậy, thì đó là một sự lố bịch mà mình không thể nào mình chấp nhận được. Nhưng mà họ có cho rằng họ là đúng và họ nói là vậy là một khai thác nghệ thuật, độ má tao cũng buồn cười ở chỗ đó. Thiếu trai thì những cái chuyện rất Chán. là chán, tao không thèm nói nữa, mình chỉ đánh đồng thôi, còn ở đây là cái cục nghệ thuật văn hóa sân khấu điện ảnh như của Việt Nam nên xét lại và đưa ra Đúng cái rồi. tiêu chứ còn ra mình cũng không có bàn được, bởi mình không có thẩm quyền, mình chỉ là người dân, mình chỉ lên phê phán những cái gì đúng cái gì sai, nếu đúng thì người ta nghe, còn nếu hơi sai thì người ta không nghe, thế thôi, đơn giản thôi. Nhưng mà theo tôi nghĩ là những cái lời tao hoặc mày nói thì nó phản ảnh tích cực do một cái bộ phận người dân mà có trình độ hiểu biết, có một cái sự gọi như là cảm thông cho cái nền văn hóa Việt Nam mình đang mai một, thế thôi. Thiếu cha thì tao đã từng nói mà rồi, người đạo diễn có tâm có tầm thì rất là ít ở đối Việt Nam, và toàn là những cái chuyện tào lao bí đao không à, toàn là chuyện tào lao không à. Cái thực chất là họ làm một cuốn phim mà thực chất mà nó có hạ tầm ảnh hưởng mà vĩ mô rồi, có đẳng cấp về vấn đề thế giới, miễn đi Việt Nam chưa chưa được đụng tới cộng lông của họ, nó hẳn là vậy. Thì từ cái máy từ góc máy quay rồi đến góc cạnh này kia, Việt Nam còn thua xa nước ngoài nhiều quá. Ở đây người ta nói là phải có tiền nên kia, nhưng thực chất người những người mà giờ mày phải coi những cái bộ phim mà đoạt giải Oscar của thế giới á, thường thường là kinh phí bao nhiêu trên rồi, không kinh phí bao nhiêu cả. Mà hôm trước nó có một cái phim là của người Ấn hay là người đó, nó chỉ có 15 phút thôi, bộ phim nó rõ vỏn vẹn có 15 phút thôi, nhưng mà đã đoạt giải Oscar, là đây là một cái tay ngang nha, một tay ngang chứ không phải đạo diễn con mẹ gì đó. Nó quay một cái cảnh mà cái gì ta, tao cũng quên mẹ rồi, không biết, có quay một cái cảnh mà rất là thiết thực đời thường mà đoạt giải, tao quên mẹ nó cái tựa rồi, rất là hay. Bữa nào mày thì thôi tao không có bàn cãi gì cái chuyện đó nữa, bởi vì mình lên mình chỉ nói một lần, tánh tao là nói một lần, tao chẳng nói muốn lớn nói lần thứ hai. Tao cũng nhắc đi nhắc lại hoài mấy cái chuyện đó, lịch sử Việt Nam, những người lịch sử cận đại Việt Nam rất nhiều gương rất là tốt, kể cả nam vẫn nữ, kể bên này cái bên kia cũng vậy, nó có những cái hành động mà rất là hay, rất là tiêu biểu cho người phụ nữ Việt Nam, những người anh hùng Việt Nam đó, thì tại sao không đưa lên mà toàn là đưa những cái chuyện tào lao mới đau không, mà tao chẳng muốn nói. Thằng Quỷ Phong á, đủ mày lái xe mà xuống tiệm tao, tao không có bán mày đâu, đủ tao đuổi mày đi á. Đó còn vài năm nữa đi, nó ở cái nhà đó nó sẽ biết thân á, đủ má lúc nó hốt lá cắt cỏ không, đủ má Ơi, rồi cho chết mẹ luôn. chú Phong là tương lai là ông về Việt Nam ông ở rồi, ông già ơi. Ừ, có Dạ mình ông già đủ lẻ loi bên má, Mỹ thôi, yên tâm đi. tao thì cái nhà như nói thì ra đủ bự quá, cắt cỏ nhiều quá, đủ mà cực tiền sống đủ mà nào không nổi nữa, thôi bây giờ tao đi mua cái condo. Cái nhà tao đang ở là cái condo là giống như là cái nhà chung cư cao cấp thôi, không có gì, giống như kiểu như là nó cái từ tựa giống như kiểu landmark 81, là mọi người ở một cái nhà riêng ở trong đó thì thôi, chứ nó không có sân vườn, bởi vì mình chán cái cảnh cắt cỏ xúc tiết rồi, quải lắm rồi. Còn ở nhà kia thì cho thuê rồi, tao nói được từ lâu rồi mà. Thì Chào cao tuổi trên. hy vọng là hết dịch rồi thì về Việt Nam tao sống năm hai năm, mình thích thì qua, không thích thì ở lại ở Việt Nam, thế thôi. Thì giống như người lời Phong mới nói đó, mình chẳng còn cái tuổi đời mà sống ở trên thế gian thì cũng chẳng còn được bao lâu nữa, và
chết thì cũng chẳng đem được gì xuống 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 ấy cả, tiền bạc tiền tài gì cũng được, tao thấy tao đủ sống à, tao thấy tao thoải mái là ra, tao thích ở đâu tao thích ở đâu tao ở. Thì tao là nghe loáng thoáng tại vì bữa nay chuẩn bị đi làm cho nên không biết cái chủ đề của mày hôm nay là cái gì, rồi bố cũng không nói vấn đề gì. Đây là đất lành chim đậu, tức là mới bữa giờ đó thì bên kia xuyên tạc đó là dòng vốn FDI sẽ rút ra khỏi Việt Nam, là Việt Nam sẽ giống Trời như là ơi, đói khổ, để tao đại nói cho khái vậy mày, đó. để tao nói cho mày nghe cái điều này nè. Ở cái mạng xã hội Việt Nam mình hoặc là tin báo đài Việt Nam mình mà từ báo ba từ báo lá cải đó, ôi trời đất ơi, rồi ba nó không biết tin đâu là thiệt đâu là giả. Tao nói có coi vụ con Phi Nhung không thôi, trước khi nó chết đó, ngày chưa chết đó, thì có một cái bài báo, nhiều bài báo là con gái rước mẹ Phi Nhung về Mỹ để chăm sóc, có không, có thuốc đủ mắt là cái chữ nó đặt đều những cái chuyện tào lao biết nào, mà là hầu như là coi như là một cái mớ thông tin hỗn độn đủ, không biết tin ai là ai, mà cái đó chỉ là vấn đề câu view câu like thôi, mày hiểu không, đủ quá trời quá đất những nguồn tin tất ư là không đâu, không dẫn chứng không gì, tụi luôn không biết cái nằm ở đâu ra mà nó cứ làm tùm lum tùm la, mình không biết nào. Thành ra ý tôi muốn nói cái người mà đọc tin tức hoặc là người nghe tin tức thì phải chọn lọc thông tin nào mà nên đọc hoặc là không nên đọc, đó là vấn đề xã hội thôi, chưa nói vấn đề chính trị mà chống phá nha. Ồ mẹ chống phá mà thì khỏi nói rồi, mỗi ngộ thằng mỗi vẽ mỗi thứ biết bao nhiêu. Tới bữa nay ngày tự nhiên có một cái thằng nào dài dài khu đế đâu bên Canada đút qua đồ mà đưa ra cái danh mục đồ 13 tên sát thủ đồ của thế giới, trong đó đồ có đó, trong đó có Bác Hồ nữa đồ, nó sẽ ghê đồ, nó tào lao quý lao đồ mà đó rõ ràng đồ đem đến thì nó cũng đâu khác gì cái đám đồ gì đó gì thằng gì thằng Tân Thái bên đi trường đâu Đúng rồi, dựng đồ chuyện lên. dẫn chuyện mà khó vậy đó, thiệt này. Thích đó, thành ra tao mới nói là cái người đọc phải cẩn thận và lựa đọc thông tin để mà đọc à, nó khổ vậy chứ đâu phải kiểu mà thông tin đọng đọc rồi mà nó đọc xong rồi bạn nó kêu nó ra lên hàng xóm ơi đùi ghê quá này kia rồi, tao sẽ tao tức cười rồi, tao buồn cười quá rồi nhiều cái tao cười sao kệ bà cũng đi mệt đau quá. Ủa ngày hôm qua thì làm có chút xíu về tối đau lưng thấy mẹ thấy cha đùi đau chịu không nổi luôn, lý do tại sao mình lâu quá mình không có hoạt động á, cho nên bây giờ hoạt động xong cái nó đau lưng rồi chắc là làm một vài ngày có thể là làm sao chừng nào tụi nó hết bệnh, tao nghĩ quá tụi này bị dính Covid tụi nó cáo bệnh nó đi nghỉ nhà hết đủ và cho nên ra bị đó, thiếu người trầm trọng thôi chứ có gì đâu, tôi bố chuẩn bị đi làm rồi có vậy thôi, mấy cái vấn đề là không quan trọng quá à. Hầu như là tất cả những cái báo đài những cái tờ báo chính thống cũng đã đưa lên rồi, cái vốn FDI ta cũng đã đọc báo Tuổi Trẻ rồi báo Thanh Niên cũng đưa lên rồi, không có cái dọn không có cái chuyện đó, nhưng mà nói gì nói vậy bên này nó cũng làm dữ lắm, nó cũng họp báo tao mới qua cái gì đó tin tức new gì đó đụng mà nó cũng làm dữ lắm, nó cũng nói nếu không mở cửa thì các doanh nghiệp lớn của nước ngoài sẽ rút đi này kia tùm la, nó hô hào đủ thứ trên trời chuyện chuyện tào lao mà đâu có tin. Đọc báo chính thống trong nước thì không đọc, đọc toàn là cái báo lá cải, đọc đồ nó cũng giống cái kiểu như mà nghe những lời ngon lời ngọt của cái đám phản động bên này giống như không là báo báo đài Việt Nam không nghe, toàn là nghe Tân Thái bên đi tương không mẹ được chán dụ tao thiệt, mà bởi người dân mình biết nói sao, nói riết rồi nhiều khi mình cũng làm biết nói mà thiệt tình nó chứ nhiều khi tao cũng nản nản tao nói sao kỳ ta chuyện vậy mà tin cũng được hết ta đủ, nhưng mà thật phải có người tin đủ, cũng có người khổ vậy chuyện cái đâu chẳng tao nói mà nghe một cái đơn giản nhất là con người là cái chuyện gì mà không dính líu thân mình không đụng chạm thân mình cái là mình không không có quan hệ gì rồi chuyện của người ta thì cái mẹ đi không rượu nó cũng chia phe nhau quýnh chửi nhau trên mạng rượu vì cái tội là ủng hộ hoặc là không ủng hộ, tao nghe thấy buồn cười đủ quá đủ má, mày ủng hộ bả hoặc là mày ủng hộ cái đám đó thì mày được đồng bạc nào không, rồi mày được chén cơm gì không, hay là mày được cái gì không, không tại chỉ chẳng qua chỉ thích thôi cậu má vui với người ta đủ má. Chuyện tào lao thiệt tình á đúng mà mới cái bạn thấy nhức đầu nói chung bây giờ mà nghe trên mạng là mệt lắm là chết luôn á đồ khổ đúng rồi bởi vì cái mạng để làm ra để nó kiếm tiền mà tao nói rất mày là rồi khốn nạn hôm trước tao với Phong nói rồi đồ chừng nào mà thằng YouTube mà không có trả tiền á
thì Việt Nam mình coi như là bước hết mấy cái chuyện rượu bu, còn mà nó còn trả tiền để ăn tiền YouTube thì đâu má nó còn hoài đúng không? Bởi vì tất cả mọi người moi móc ra những cái chuyện rất ư là vô lý, nào thầy bà tướng số cũng đủ, mà thậm chí bây giờ đủ má nó có nhiều người coi bói trên mạng luôn, đủ má chim tinh gia, đủ má đủ hàng không vũ trụ luôn, đủ má tào lao biết đâu bà thiệt. Đỡ khổ kinh doanh kinh báo doanh thì bây nó giờ online ba đủ. kinh doanh ba cái trò đó, thậm chí Trời ơi, nó bất ngày chấp bữa luân nay tôi thường đạo mới lý con người để nó đúng câu rồi view câu like. mà ngày hôm qua tao mới coi cái chuyện này mới là vui nữa kìa, chuyện mà động trời đó mà dám đem lên trên mạng nữa, câu like câu view nè. Ngày hôm qua bật lên cái YouTube thì nó có một cái chỗ là cái vụ có cái dấu tam giác để mà là đại khái là vô đó để coi những cái gì đó, tao không rành tao bấm vô thấy mấy đứa nhỏ kia mấy con đẹp lắm, tự nhiên ngồi 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 đeo phone rồi xong ngồi kể chuyện làm tình đù mà kể chuyện soạt nhau lần đầu sao lần thứ gì sao thích sao rồi má tao hỏi ôi luôn, tất nhiên là đây là một sự khiêu dâm trên mạng online luôn đù má. Cái của em nhỏ lắm, em chỉ thích người nào vừa 17 18 phân thôi, không thích lớn này kia, của em bót lắm này kia, bạn gái đó nha, rượu má tao lạnh lùi sống luôn, rượu má coi như là rượu mà rao tình lên mạng luôn, là buôn bán gì mua bán dâm trên online luôn, đồ má ghê không, đồ má thầy dạy luôn, nên Đủ trò. ra đủ trò. Rất là đau đầu đúng không? Ok đi đi chưa, ok rồi tới giờ đi làm rồi, ok thôi bố bye nha. Ok bố. Dạ cảm ơn bố.